Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em cho miền Tổ quốc. Và em xin lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt năm vừa qua, cũng như các bác thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn và những lời động chân thành cũng như lời động viên của các bác ở kênh YouTube để kênh hoàn thiện. Và hôm nay là ngày 30 tháng 11, em xin hân hạnh giới thiệu tiếp các một chiếc đầu đĩa của hãng Kenwood ở với model là DP7090. Đây là một chiếc đầu được sản xuất năm 1997 với giá xuất xưởng của nó là 69.800 yên, nó tương đương với khoảng độ 15 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Ở chiếc đầu này nó sử dụng 8 con giải mã PCM1702, cho ra chất âm của nó là 22 bit, rất là sạch sẽ, trong sáng và chi tiết. Về dòng mà đời mới thì cửa đĩa nó nằm ở giữa, được bố trí rất là đẹp và sang trọng và hiện đại. Đấy. Đậm chất của những dòng mà CD kiểu như là high end. Đấy. Nó sở hữu mặt xe ngang là 44 cm. Chiều cao của nó là 15 cm và chiều sâu của nó là 37 cm. Đấy. Và chiếc đầu này nặng đến 8 kg. Màu mặt là mặt phay nhôm màu vàng gôn rất đẹp sang trọng. Đấy. Cửa cũng là cửa đĩa này cũng là lắp phay nhôm luôn, rất là đẹp. Đồng hồ quát to rất là rõ. Đấy. Về phần mắt đọc thì con này nó lại sử dụng mắt đọc của Soli 213, rất dễ là thay thế và không kén đĩa. Đấy. Phần ngoại hình đây ạ, em quay cho các bác được chiêm ngưỡng. Đấy. Có thể rất là mới này. Thì đây nó có một cái vết cấn nhẹ đây. Đấy. Và đây vết cấn nữa. Nói chung hàng bãi như này là gọi là đẹp rồi, vâng, rất là đẹp rồi. Ở phần mặt kính này thì nó có một cái vết xước nhỏ đây này, đấy, kỹ mới thấy thôi chứ có nhìn thẳng này chưa có thấy được đấy. Phần đắp lưng được rất là đẹp. Đây, cái cạnh này là có bị trầy này, cái cạnh này có trầy. Đấy. Cạnh trên đây có một vết xước mờ. Đây. Phần tấm lưng ở đây cũng như vết xước mờ. Model của nó đấy ạ, DP7090, điện 100V, công suất của nó 12W, sản xuất tại Malaysia, Made in Malaysia nhập xuất cho thị trường Nhật thôi nhé, chứ không. Series máy của nó là 61240243. Ở lỗ có đường cô son ra, đường cổ quang ra. Đây ạ. Đây, đấy, quang màu đỏ hoạt động bình thường. Đấy. Đấy ạ. Đường analog thì có hai đường, đường mạ vàng, rất đẹp. Bên mặt phía sau của nó có những cái vết ố nhỏ. Đấy. Hầu như sản phẩm nào của Kenwood thì mặt sau này đều có những vết ố nhỏ nhỏ, li ti. Đấy. Dây nguồn lớn này. Và có những vết xước đây. Đây, sau này đây có chảy. Đây và sau đây thì em mở cái phần nội thất ra để cho các bác được chiêm ngưỡng. Máy móc thì của em rất là mới.
zin nguyên bản, mắt đọc cũng theo máy luôn, mới tinh luôn các bạn. Đây. Và đây ạ, nó dùng đến 8 con giải mã. Đây. 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con, 8 con. Đấy, 8 con. Giải mã PCM 1702. Và toàn bộ tụ lọc cao cấp của Eola. Đấy các bạn này. Đấy. 3.300.000 một con. Đấy. Còn về mạch làm phía trong này nữa. Đấy là trong nữa. Đấy. Cho cái được đi tổ nữa. Rất là mới. Con này là con thứ hai của dòng Kenwood mà em thấy nó sử dụng 8 con giải mã. Đợt trước em bán một con Kenwood là 7002. Đấy, cũng 8 con giải mã. Rất là gấu luôn. Đấy. Rồi. Và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như là các chức năng hoạt động của chiếc đầu này để cho các bác được thưởng thức. Và hôm nay thì em cũng xin giới thiệu các một cái đĩa của Trần Thái Hòa. Đấy, đĩa chép phôi phô lô để các bác thưởng thức ạ. Đã nhận. Thank you.
Em xin phép được từng người biết ra đây. Thì trước đầu này em bán với giá là 4,5 triệu đồng bao phí ship toàn quốc cho các bác khi chuyển đổi tiền. Bên em thì không bán hàng ship COD, mong các bác thông cảm. Số điện thoại của em là 0907 223 269. Em ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.